Dạ, công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Quỳnh Giang Pha xin chào mọi người. Và hôm nay em sẽ được giới thiệu sản phẩm, đó là máy hút mụn thẩm mỹ đến từ thương hiệu Bayoka, xuất xứ Việt Nam. Thì bên trong máy sẽ bao gồm đó là một thang máy. Thì thang máy được trang bị thiết kế đó là vỏ nhựa làm từ ABS cao cấp. Kích thước thì kích thước chiều dài sẽ là 30cm và chiều rộng sẽ là 17cm. Trọng lượng của máy thì tầm 1,5 kg. Thì phụ kiện bao gồm đó là hai dây silicon, một dây dùng để hút mụn, một dây dùng để kết nối máy phun sương. Thì bên trong đó sẽ là một cái bình phun sương, những ống thủy tinh dùng để kết nối với đường dây hút mụn. Bông lọc thay thế, thì bông lọc này có chức năng đó là thay thế bên phụ kiện. Thì đầu hút, đây là đầu hút, thì đây là bông lọc dùng để lọc và ngăn chặn những bụi bẩn hay mụn nó lọt vào bên trong máy. Thì cái này mình có thể tái sử dụng, là mình giặt và mình phơi khô lại. Thì để sử dụng máy thì mình sẽ kết nối với nguồn điện 220V. Và đây là nút khởi động máy. Đây sẽ là một dây mình kết nối với chức năng hút mụn trước. Và đầu còn lại mình sẽ kết nối với ống mụn hút mụn thủy tinh. Sau đây em sẽ bật nút nguồn khởi động. Thì bình thường thì em sẽ để vô như vậy thì máy vẫn chưa hút. Đây là một cái lỗ gió, khi mà mình đẩy lỗ gió lại thì máy bắt đầu hút mụn. Đây, lực hút thì lực hút từ 50.000 MPa đến 60.000 MPa. Thì máy này dùng để hút mụn cám, mụn bọc, các chất bụi bẩn, chất thải bám trên da, giúp làm giặt sạch da, giúp da chắc khỏe. Đây là thuốc rất mạnh. Sau khi mình sử dụng chức năng hút mụn xong thì mình tắt máy, mình rút dây ra. Sau đó là tiếp theo, đó là chức năng phun sương dưỡng ẩm. Thì mình kết nối một đầu dây với đầu ngõ ga phun sương kế bên. Và đây là bình chứa tạo ẩm. Thì mình có thể sử dụng đó là nước lạnh và nước ấm, hoặc mình có thể sử dụng tinh dầu. Thì mục đích để phun sương thì giúp xe khít lỗ chân lông khi mà mình mới hút mụn, tái tạo da, giúp da sáng và chắc khỏe hơn. Đầu còn lại thì mình sẽ kết nối với nắp ống, sau đó mình bật nút lên. Thì để sử dụng thì mình sẽ đẩy nút gió lại và máy bắt đầu phun sương. Dạ, xin cảm ơn mọi người đã xem video giới thiệu sản phẩm máy hút mụn thẩm mỹ Bayoka. Dạ, chào tạm biệt mọi người.